Tác giả của cuốn sách Kate DiCamillo là nữ nhà văn thiếu nhi nổi tiếng của Mỹ với nhiều thành công qua bảng xếp hạng bestseller cùng nhiều giải thưởng danh giá. Nhân vật chính của cuốn sách là một chú thỏ bằng sứ tên là Edward Tulane. Chú được làm ra để tặng sinh nhật cho cô chủ nhỏ Alipin. Chú thỏ sứ có một cuộc sống như một ông hoàng với những bộ lễ phục bằng lụa làm thủ công, giày đặt hàng đóng bằng da hạng nhất, rất nhiều những chiếc mũ đặc biệt. Chú còn có một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng. Cô chủ nhỏ Alipin rất yêu Edward, luôn chăm sóc cho Edward, nói chuyện với chú, đặt chú ở bàn ăn gia đình và luôn nhắc nhở bố mẹ nói chuyện với chú thỏ sứ. Trái lại, Edward tỏ ra hờ hững với tình yêu của cô bé. Chú chẳng bao giờ thực sự lắng nghe những câu chuyện của cô. Chú thỏ Edward Tulane mang trong mình đầy sự kiêu hãnh và tự hào về vẻ xuất chúng của mình. Chú tin mình đặc biệt. Chú không ưa bị coi như một món đồ chơi hoặc tệ hơn, một vật vô tri vô giác. Edward nghĩ rằng bản thân mình cao quý hơn thế nhiều. Tuy nhiên, cuộc sống vương giả của Edward Tulane chấm dứt khi chú gặp một tai nạn và chìm xuống đáy đại dương. Sau đó, chú được một ông lão đánh cá vớt lên. Chuyến phiêu lưu diệu kỳ của chú thỏ sứ Edward Tulane từ đó bắt đầu. Rời khỏi đáy đại dương, Edward Tulane thực sự trở thành một chú thỏ sứ lang thang. Chú rong ruổi nhiều nơi, trải qua khá nhiều đời chủ khác nhau. Vợ chồng ông lão đánh cá, những người lang thang, anh em cậu bé nghèo khổ. Mỗi đời chủ, Edward Tulane mang một cái tên mới. Và chú ngày càng bần hàn, rách rưới hơn khi họ không thể cho chú những bộ trang phục lụa hay mũ nữa. Bằng cách dẫn chuyện lôi cuốn, tác giả đã làm những tình huống phiêu lưu được tiếp nối dồn dập cùng trái tim dần mở rộng của chú thỏ sứ. Nhiều rủi ro quá lớn ập đến với Edward Tulane: bị rơi xuống biển sâu, bị quăng quật trong bão tố, bị chôn sâu dưới núi rác bẩn thỉu, bị buộc chặt lên chiếc cọc để xua đuổi lũ chim, bị vỡ đầu tan tành. Nhưng nhờ chúng mà chú thỏ nhận ra mình đã có những gì trước đó. Và hành trình với quá nhiều thử thách, khổ đau ấy đã trở thành hành trình với nhiều xúc cảm. Chuyến phiêu lưu diệu kỳ của Edward Tulane được kể bằng những lời văn thật bay bổng. Câu chuyện của nó thật đơn giản, dịu dàng, nhưng có thể làm mắt bạn ướt và môi bạn mỉm cười khi trang sách cuối khép lại. Vì Edward Tulane đã nhận được nhiều tình yêu thương và dần học được cách đáp lại những tình yêu thương ấy.